việc một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thơ ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lán chung cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi lán khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lán khẽ nói thay quý vị và các bạn, các anh chị em audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là đôi loa Diatom DS251, một hãng loa khá nổi tiếng của Nhật Bản. Đôi loa sở hữu bass 25 cm, một chung và một chép, thùng gỗ lạng. Đôi này thì thùng gỗ nó còn đẹp tuyệt vời luôn anh em, thành quách góc cạnh của nó đẹp miễn chê. Lưới bố nè. Tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu. Một bát 25 cm, gân vải tẩm dầu, rất là đẹp nha. Một chung giấy và một chép màng nhau. Đôi này thì nó cũng đã khá nổi tiếng nha, nói chung anh em rất nhiều anh em chơi. Chiều ngang của nó là 32, chiều sâu là 22, còn chiều cao là 53 nè. Thùng gỗ lạng của nó, đôi này thì đẹp tuyệt vời luôn. Lời xưa đã chứng minh khi đời các tiếng loa còn cực kỳ đẹp. Đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng dài. Đẹp lan can không? Thùng gỗ lạng đẹp tuyệt vời luôn. Thành quách góc cạnh thì vuông hình sắc cạnh miễn chê nha. Để ở 251 Made in Japan. Bên đây cũng vậy. Chỗ này nó bị dạng không biết, nó bị chóc cho nên cho nên xử lý lại chỗ này anh em, giống như là dính miếng keo lọt ra nó dâng lên vậy đó. Rất là đẹp nha. Đô la này thì bên em bán với giá 2 triệu 2 ship toàn quốc và không bao phí ship. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn.